làm sao? Chị lên đây em hướng dẫn chị. Cái thùng khi mà chị muốn, chị là trưởng nhóm á, thì chị bỏ vô thùng này. Còn nếu như chị chưa muốn làm trưởng nhóm chưa thời gian thiết, này đúng không? Chị bỏ thùng đỏ. Ủa em là ekip của chương trình thì sao? Sao tự nhiên đưa vô đầu tiên cái thùng đó? Mấy chị cho cái không nhớ cách bước, cái tự nhiên em hướng dẫn luôn à. Phải không? Mọi người đang cố tình vậy đúng không? Dạ, mời đại diện ban tổ chức chia sẻ đi bác. Bé Nhi là bên ban tổ chức. Dạ, không có. Lý do Nhi tham gia chương trình là bởi vì Nhi rất là thích hát và thích trình diễn sân khấu. Dạ, thưa anh, em sinh ra ở Bạc Liêu, lớn lên ở Đà Lạt, lập nghiệp ở Buôn Mê, Huế em chưa đi một lần nào. Nếu mà mọi người theo dõi nhiều chương trình cũng đã biết á, như có những cái nốt trầm đó mọi người. Và mọi người nhớ ủng hộ phần trình diễn solo của Nhi nha. Nhi debut thành công làm ca sĩ hay không? Là khúc này nè mọi người. Em, nhưng mà hả? Khúc này chị nhắn gửi khán giả không có được cắt của chị nha. Khúc này là hứa phải giữ đó nha. Chào mừng đến với chị đẹp đẹp gió rẽ sóng. Vui lòng với những cuộc điện thoại sau mỗi bất kỳ làm anh hướng dẫn. Chọn son đúng layout nha. Màu hồng, màu da, màu đỏ, cam loại luôn. Ui màu đen, ui màu tím. Thôi màu này đi. Chụp hình. Chào chị. Hello em. Chào mừng đến với chị đẹp đẹp gió rẽ sóng. Vui lòng tiến đến cuộc điện thoại son môi bất kỳ và làm theo hướng dẫn. Xin mời chị đẹp lựa chọn màu son yêu thích. Bây giờ chị sẽ chọn cái màu son. À không, mình còn chọn màu điện thoại, là có nghĩa là điện thoại này chọn xong là được đem về đúng không mọi người? Ok. Ôi Nhi. Thôi em bên đó đúng không? Góc mặt em bên đó đẹp đúng không? Góc mặt không, chị bên xong này. Rồi. Ủa? Sao cái tự nhiên em đứng trong đây em đi dạo vậy đó? Lâu vậy đó hả? Thôi vậy đến chị để chị đi chọn. Chị chọn đi. Chết rồi, cam này quay gần quá, hôm nay đang làm da đó. Em thấy cũng chậm dí mà. Ôi màu son xinh quá ha. Rồi xong mày in lên đúng không? In son môi lên chị. Ôi đẹp quá. Rồi sao nữa ta? Chôm cái điện thoại bỏ vô túi. Rồi xong rồi chụp hình selfie gì nữa đó. Nãy không có chụp selfie. Em ơi em thiếu thốn. Có vậy đi lại chụp đi ha, chị em mình cùng chụp hình selfie với nhau thử coi. Vui lòng lựa chọn đề nghị cứ cử trường nhỏ. Làm sao? Chị lên đây em hướng dẫn chị. Là chị lấy luôn điện thoại này đúng không? Đúng rồi. Người sao mà chọn cái màu son đó của chị là không có điện thoại chụp hình? Ừ thì mỗi chị sẽ là một màu chứ đúng không mọi người? Em bỏ vô túi được không? Thôi bỏ rồi. Chị ơi, xong rồi chị ký tên vô. Ủa em là ekip của chương trình thì sao? Sao tự nhiên đưa em vô đầu tiên cái xong rồi. Mấy chị sao cái không nhớ các bước, cái tự nhiên em hướng dẫn luôn à. Phải không? Mọi người đang cố tình vậy đúng không? Em là thí sinh tham gia đó nha. Không chứ có, phải là MC của chương trình đó. Không có, em là MC đúng không? Không phải, Diệu Nhi là MC xin. Bởi vì Diệu Nhi rất là thuộc từng bước một. Ngọc vô đây là Ngọc ngơ ngác. Chị hồi nãy em vô một mình mới ghê nè. Không khí đáng sợ lắm luôn á chị, không ai nói chuyện với mà em không ai chỉ gì luôn á em. Nghe tiếng âm vang ở đâu đó. Bên trái, cửa bên trái, cửa bên trái mở vô thôi. Rồi chị, sao nữa? Xong rồi nha. Cái thùng khi mà chị muốn, chị là trưởng nhóm á, thì chị bỏ vô thùng này. Còn nếu như chị chưa muốn làm trưởng nhóm chưa thời gian thiết, này đúng không? Chị bỏ thùng đỏ. Ờ. Những cái dòng đầu á mình cũng không biết là các chị sẽ như thế nào. Mình bỏ vô đây đi. Chị giống em. Sao không ai chọn? Chết rồi hai chị em thôi. Nó nghe nè, không biết làm sao hết á. Chương trình thiên về biểu diễn á, mà chị thì ít lên sân khấu. Ủa chị, em lên sân khấu em chỉ diễn kịch thôi à, chứ đâu có hát. Nhưng mà ít nhất là em còn hay giỡn đùa chứ giờ. Chúng mình sẽ chuyển sang phòng tiếp theo.
cho hai chị em nói chuyện giờ chưa, không đi. Chưa cho nói chuyện luôn á. Nhưng mà sao hôm nay em dễ thương vậy? Em đang xây dựng hình ảnh Gen Z mà. Thôi chị đi qua phòng tiếp theo. Ủa, người ta nói nói chuyện. Đi lẹ vậy. Nếu mà em làm vậy em không đủ tuổi cho chương trình không. Thôi em đi về. Dạ rồi, chị Nhi sẽ không có tham gia chương trình này nữa, chỉ còn có một mình Ngọc thôi. Xin mời di chuyển sang phòng tiếp theo. Bị đuổi đi kìa. Bây giờ đi như thế nào ạ? Mắc cười quá. Có dù bị đuổi đi. Chị biết hết mấy bạn không chị? Tất nhiên rồi. Dạ. Em Diệu Nhi chị. Em, chị thần tượng em mà. Và nói chung là ấn tượng, rất là ấn tượng. Dạ, cảm ơn chị. Hai em yêu xinh đẹp thì chị chả biết nói gì cả. Là bởi vì là thông tin về các em hay mỗi một ngày hoạt động của các em đều được chia sẻ hết. Trời ơi, cảm ơn chị. Mà tụi nó khiêm tốn á chị. Nói vậy thôi chứ trong bụng nó sẽ nghĩ ê, để lát coi mình chọn bà nào ta. Không có đâu á chị ơi. Dạ không. Chân không, thật luôn. Không, mà như nào? Chị em mình kiểu chọn nhau hay ra làm sao? Dạ, mời đại diện ban tổ chức chia sẻ đi bà. Mẹ Nhi là bên ban tổ chức. Dạ không có. Dạ không có. Dạ nói chung thì chắc tí nữa có MC vô họ hướng dẫn thể lệ cho mình. Mà chương trình cũng bí ẩn ghê luôn á, không có cho biết một cái gì hết. Tại bình thường là được đón này, được chia sẻ là làm gì hoài hề, tự vô, tự đánh son, tự lựa son rồi tự selfie. Ba La La, ứng dụng giải trí và mua sắm cùng chị đẹp. Chị đẹp đạp gió rẻ sống 21:15 trên kênh VTV3, 21:45 trên YouTube Giao Quan Show và ứng dụng On La La thứ bảy hàng tuần từ ngày 28 tháng 10, 2023.